Hồi đó tôi về Hà Nội học về phá bom mìn. Thế thì hôm ấy tôi về nhà nghỉ thì tôi đứng trước cửa thì thấy cô Sa này ở trong hẻm đi ra ôm bó củi bắt đầu chẻ ở trước cửa. Thế tôi nhìn thấy thế, thế là tôi mới chạy sang, tôi để đấy anh chẻ cho. Quá lãng mạn gì nữa đúng không? Còn ngủ chung phòng hay là ngủ chung giường không? Bây giờ là tôi còn bà mẹ, thì mười mấy năm nay rồi tôi phải ngủ với bà mẹ. Mẹ thì yếu quá rồi, thế nên là tôi cũng rất là quý ông ở cái đó. Mặc dù chúng tôi không ngủ chung với nhau, nhưng mà tình cảm nó không bị mai một mà nó vẫn gắn bó. Chào cô chú. Chào. Dạ, con xin chào hai bác. Dạ, xin chào Quốc Thuận, xin chào Hồng Vân. Tôi là Nguyễn Lịch Sa và năm nay là 67 tuổi. Dạ. Thế còn bác? Tôi là tên là Nguyễn Khánh. Tôi sinh năm 1945, tôi ở Hà Nội. Dạ, bác Khánh năm nay như vậy là sinh 45, năm nay 72 tuổi. 72. Vâng. Cái lệ hai bác bây giờ là mình kết hôn được bao nhiêu năm rồi hả bác? Năm nay là 43 năm rồi. 43 năm. Vậy thì trước đó là hai bác quen nhau ở Hà Nội hả bác hả? Dạ. Và... quen nhau thì rất đơn giản bởi vì chúng tôi là cùng ngõ mà nhà đối diện. Và xã tôi thì ở trên lầu, thế còn nhà tôi thì 3 tầng. Thế cho nên là khi ở tầng 3 thì nhìn thấy nhà bà này. Cái lần đầu tiên bác nhìn cô gái ấy thì là như thế nào bác? Tôi hơn nhà tôi là 5 tuổi. Thế nên hồi nhỏ thì cũng biết nhau, thì biết nhau thôi. Nhưng mà như thế có nghĩa là mình không có cái ấn tượng lần đầu gặp nhau, mà tại mình biết từ nhỏ rồi. Cho nên là chắc là chỉ có cái cảm xúc mà lúc mà từ bạn bè mà chuyển sang tình yêu á cô ha. Là lúc đó năm bao nhiêu hả cô? Tôi với ông ấy thì học cùng trường, nhưng mà chơi với nhau thì không chơi. Mà bên nhà đó là ông bố của ông ấy là một ông giáo già. Chúng tôi thì cũng rất sợ thầy giáo. Thế là biết là có một cái ông bên cạnh ấy, nhưng mà không chấm chơi. Tại vì cái nhà đó thấy vẻ là gia giáo quá, cho nên là chúng tôi cũng không có dám nghịch ngợm. Chứ còn thì lớn lên á, là lúc đó là năm 64 là ông bắt đầu đi bộ đội. Tôi thì lúc đó vẫn còn học lớp 9, lớp 10. Nhưng mà khi mà ông ấy đi phép về thì hai người mới bắt đầu có cái cảm tình. Tôi nhìn thấy ông ấy tôi mới thấy cái ông này là lớn rồi, chứ còn lúc trước thì chưa có biết cái gì. Nhưng mà lúc gặp lại bác gái thì bác Khánh có ấn tượng về cái vẻ đẹp của cô gái này? Khi tôi còn học phổ thông tôi vẫn thấy bạn bè cô này đến rất nhiều, gọi đi học Sa Lai đi học. Sa Lai tức là cô tên là Sa, cô tên là Sa, nhưng mà Lai là sao bác? Hơi Tây đúng không? Sa Lai. Ủa thế thì bác Khánh là cái gì vậy? Có nickname gì ra? Có nickname bác Khánh là Khánh Hộp Diêm, là vì cái nhà của ông ấy giống như cái hộp diêm á. Rồi chuyện tình của bác Khánh Hộp Diêm với bác Sa Lai như thế nào? Năm 1986, hồi đó tôi về Hà Nội học về phá bom mìn. Thế thì hôm ấy tôi về nhà nghỉ thì tôi đứng trước cửa thì thấy cô Sa này ở trong hẻm đi ra ôm bó củi bắt đầu chẻ ở trước cửa. Thế tôi nhìn thấy thế, thế là tôi mới chạy sang, tôi để đấy anh chẻ cho. Quá lãng mạn gì nữa đúng không? Chắc có lẽ là từ cái lúc đó là bác gái nhìn thấy có sự gì đó rất là đặc biệt đúng không bác Sa? Dạ đúng rồi. Bác Khánh, chắc bác Sa xinh lắm hả bác? Cái hồi đó thì tôi nhớ là đi học về thì là hay mặc bộ quần áo đen mà da lại trắng bóc, mà mắt lại hơi biếc biếc, mà tóc lại hơi hoe nâu. Nói chung là cũng hơi bị ghê. Bác vậy thì từ lúc mà chẻ củi giùm cho bác đó thì cho đến khi mà hai bác yêu nhau đó là bao lâu bác? Tôi nhớ là năm 67, sau khi tôi nhận lệnh đi học ở Liên Xô ấy, thế thì đêm hôm trước là lên đường ấy, thì cô mới mang sang tặng cái món quà, thì trong đó có một cái khăn thêu là chữ kỷ niệm và một cái thiếp và cuốn sổ có bài thơ Thuyền và Biển của Xuân Quỳnh. Sau khi đọc xong thì phía dưới lại chua một câu: còn chuyện của chúng mình, anh nhé, em sẽ kể sau này. Còn cái thiếp kia ấy thì đề là thân tặng hai chấm xuống dòng, người anh, người bạn, người đồng chí, và phía dưới thì cô ấy chấm 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 một lô chấm người gì nữa đúng không? Không biết người gì, người hàng xóm là người gì. Bác cho con hỏi luôn là đến bao lâu thì hai bác mới đám cưới? Năm 73, tức là hồi tôi 28 tuổi mà nhà tôi là 23 và thì bắt đầu tiến tới hôn nhân. Lúc đó thì con không biết là đám cưới có mời thiệp cưới rồi. Có mời thiệp cưới. Con không hiểu cái thiệp cưới lúc đó như thế nào. Thiệp cưới đơn giản. Tôi có bạn thiệp cưới theo. Tôi có cái thiệp cưới nữa nè. Anh bộ đội mà lưu giữ hồ sơ tài liệu. Đây là ảnh cưới hồi đó đây. Trời ơi, chứ bố mẹ cháu là không có cái hình này luôn á. Đây, bố mẹ có thiệp cưới luôn, cưới trước. Ở ngoài không có màu mè gì hết, nhưng mà bên trong người ta có màu hồng. Trời ơi, cô dâu xinh lắm nè, bằng chứng lịch sử luôn. Và đây là ảnh cưới của bác Khánh với bác Sa. Và tôi khẳng định đây là cô dâu hot girl. Bây giờ là đến cái phần mà hai bác bắt đầu đã xây dựng gia đình rồi đó. Lấy nhau rồi thì bác gái thấy bác trai có những cái điều gì mà hồi lúc yêu nhau bác gái không phát hiện ra? Bác ấy thì là gan số 1. Nhiều chuyện lắm. Ví dụ như tôi đi học anh Văn thì hồi đã cưới rồi đấy. Vâng. Nhưng mà hồi mà chưa cưới thì ông ấy không có tỏ vẻ ghen nhiều đâu. Nhưng mà khi mà lấy nhau rồi ấy, thì bắt đầu là ông ấy mới ghen. Thế thì tôi cứ đi học buổi tối, đi học tiếng Anh ở nhà thờ ấy. Ví dụ bữa nào ông đi về thì ông đạp xe quanh quẩn ở đấy để ông đón. Thế thì thấy những cái người quen tôi á, thế thì ông ấy đến là ông ấy lôi người ta đi. Ông thích cho người ta đứng quanh ở đấy. Tại vì thế này, tôi đóng quân xa mà, lâu lâu về nhà, thế thì mình phải đi đón vợ. Bởi vì nhà tôi bây giờ đến cái năm vào đây rồi, đến năm 90, tức là 45 tuổi mà có những người mà Hà Nội theo đuổi không được, rồi bây giờ vào đến đây cũng còn theo đuổi. Ôi giời. Bác Sa, ví dụ như là khi mà bạn của bác đến chơi á, thì bác Khánh có ghen không? Ông này thì tính là hướng nội, chứ là không có thích là nhiều bạn bè. Nên khi nào mà có bạn bè đến đông thì ông có vẻ không vui lắm, ít nói chuyện. Cái đấy là tôi là không thích rồi. Tôi thích ông cũng phải và hòa đồng, cũng phải vui vẻ. Chẳng lẽ bây giờ bác Khánh không tỏ một hành động gì để... cụ thể hả bác? Ví dụ mà bạn ngồi nhiều ở này thì ông cứ đem cái quần cái áo gì đó ông ta ông may làm, cho nên là nhiều khi mình cũng bực. Bạn bè nó cũng đến nó nói ôi thôi lần sau tao không dám đến chơi mày nữa. Đến này thì ông đem đồ ra ông làm cái này thì làm ý nói là mày không có quan tâm. Thế thì những cái chuyện đó là, nhưng tôi cũng nghĩ là nó nhỏ nhặt thôi, nó không có cái gì. Con hỏi hai bác nè, hai bác có thường đi uống cà phê riêng không? Hay là đi xem phim? Nói chung là các cụ trốn các cháu đi chơi riêng không? Ồ, ông này thì ông không thích đi, nhưng mà ông ấy pha ấm nước trà, bật nhạc Nga lên, thế thì để bà hai bà ngồi nghe. Hoặc là uống nước trà, ông bảo ô hôm nay có nước trà ngon lắm thì bà uống đi, nên là ngồi là cùng nhau uống. Thế hai bác có giống bố mẹ cháu không? Có nghĩa là bây giờ có còn ngủ chung phòng hay là ngủ chung giường không? Bây giờ là tôi còn bà mẹ, thì mười mấy năm nay rồi tôi phải ngủ với bà mẹ. Mẹ thì yếu quá rồi, nên là tôi cũng rất là quý ông ở cái đó. Mặc dù chúng tôi không ngủ chung với nhau, nhưng mà tình cảm nó không bị mai một, mà nó vẫn gắn bó. Như hồi nãy hai bác chia sẻ là hai bác là lấy nhau được 43 năm rồi. Vậy thì con cũng giống như tất cả khán giả, cũng rất là muốn nghe những cái lời chia sẻ của hai bác về bí quyết để mà giữ mãi cái lửa hạnh phúc từ hồi trẻ cho tới bây giờ. Chúng tôi đã trải qua rất là nhiều gian khó, rất là nhiều khó khăn, mà nhất là vợ bộ đội nữa, đi biển biệt tự đẻ, tự sinh, tự nuôi. Nhưng mà mình phải biết, thứ nhất là phải tin tưởng bạn đời mình. Cái tin tưởng đó thì nó mới giữ được, chứ không có lòng tin với nhau thì không bao giờ giữ được cái gì hết. Cái thứ hai nữa, sống vì người khác một chút, biết hy sinh cho người khác một chút. Chứ mà nhiều khi cứ sống vì cho mình, phải sướng cho cái thân mình thì là dứt khoát là cái cuộc tình này nó không phải tan vỡ thôi. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là phải biết kiềm chế. Cái lúc nóng giận lắm thì cũng đừng có bao giờ nói xúc phạm nhau. Lỡ chân thì gần bước lại, chứ lỡ miệng rất là khó. Đừng làm tổn thương nhau. Phải biết kiềm chế và biết thương yêu, rồi biết tin tưởng. Đấy là những cái mà chúng tôi rút ra cái kinh nghiệm suốt một cái quãng đời. Thưa các bạn, qua kinh nghiệm của hai cặp vợ chồng thì tôi rút ra được một cái điều như thế này. Cả hai cặp đều có một cái bí quyết mà để chúng ta có thể gìn giữ được cuộc sống lâu dài, đó là gì? Đầu tiên là phải sự tin tưởng nhau. Thứ hai là biết hy sinh cho nhau. Thứ ba là phải biết tôn trọng nhau. Và thứ tư là biết bớt cái tôi của mình lại. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái bí kíp tương đối là đầy đủ để chúng ta có thể dựa vào bí kíp này chúng ta giữ gìn gia đình nhỏ của mình. Và rất cảm ơn hai bác ạ. Chúc hai bác là năm 2017 sức khỏe dồi dào và mãi yêu nhau như thế này. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin chào hai bạn nghe. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Ngọc Sĩ, vợ em là Ngọc Hân. Ngọc Sĩ nay nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 32 tuổi. Công việc em là gì? Dạ, em kinh doanh mặt hàng ăn uống trên Bình Dương anh. Rồi, mời em. Dạ, em hiện tại đang làm salon tóc anh. Dạ. Nay nhiêu tuổi anh Ngọc? Năm nay em 28 tuổi rồi. Ngọc Sĩ và vợ mình á, là cái chuyện tình yêu của hai người như thế nào? Thì năm 2010 á, là em tốt nghiệp bên Úc. Thì tháng 8 em có bay về Việt Nam, bắt đầu cái đi chơi. Thì tháng 9 gặp vợ em trong một buổi tiệc. Xong rồi cái thích đứng hình là... đúng không? Không, mà lúc đó bà đẹp, đẹp lắm. Dạ bà cũng đẹp vậy. Nói chung là khi mà em gặp vợ em làm ấn tượng liền đúng không? Dạ. Còn em gặp chồng em, gặp em anh ấy có ấn tượng liền không? Dạ không. Không hả? Có điều là hơi chảnh chảnh thôi chị. Anh chảnh hay là em chảnh? Không, anh chảnh lắm. Anh chảnh lắm, mà những người chảnh là em chảnh hơn nữa. Vậy đó. Không, em chỉ ấn tượng ảnh là ảnh sống biết nghĩ tới người khác lắm. Cái lúc mà đi ăn cháo vịt ở dưới Honda thì có một cậu bé mấy số lại mời ảnh mua vé số. Thì ảnh mới nói là mày ngồi đó đi. Cái ảnh kêu quán cháo vịt là đem cho thằng nhóc một phần cháo, một phần gỏi. Khi hồi ăn mà em nhìn ảnh, em cảm thấy là chắc là người đàn ông mình em đang cần tìm. Vậy tại vì em cũng là sống tình cảm lắm nên em thích. Một vợ chồng em mai này cũng vậy, sống tình cảm, biết nghĩ đến người khác nữa. Thành ra không biết sao vợ chồng em gặp tiếp xúc tình ngay lúc đó luôn. Nói chung là nhờ cậu bé và nhờ tô cháo vịt. Không, tại vì nhờ cậu bé mới có nghĩa là mới có cái duyên để gọi là ảnh có thể là ảnh tạo ra mọi thứ đi cho hai người có cảm tình với nhau. Dạ. Rồi bao lâu thì bắt đầu là cưới, nảy nở mọi thứ? Quen nhau được 3 tháng thì em dính bầu. Lúc đó mẹ em chưa có biết, xong rồi còn 3 ngày nữa mới sanh á, rồi mẹ em mới biết. Đó, mẹ em cũng giận lắm. Khi sanh em bé thì mẹ em có ra phòng chờ để mà nhìn đứa bé, để coi như thế nào. Tại vì chị cũng biết mà, bên ngoài người ta nói ra nói vô nhiều lắm. Cho nên mẹ xuống mẹ xem mặt đứa cháu của mẹ coi có phải là cháu mẹ hay không. Nhưng thật sự khi đẩy đứa bé ra mẹ nhìn cái có cười. Tại vì á mẹ em nói là y như hai giọt nước vậy đó. Với lại mẹ nhìn mẹ biết liền, tại vì lúc nhỏ em như thế nào á thì cái đứa cháu nó y chang vậy, không bao giờ bà quên được. Còn em thì sao? Lúc đó là em định bỏ xứ em đi rồi. Lúc đó em giấu, bà má em không biết. Bắt đầu có những cơn ngén. Má em nhìn má em biết liền à. Má em lo cho phòng, má em nói là con có bầu phải không? Mà nước mắt má em gưng gưng này nè. Cái má em nói là con nói đi, má không có la đâu. Cái em nói có bầu, trời ơi, má la muốn bể nóc nhà luôn, đuổi quá trời quá đất. Không, bị má dụ. Thì sợ lúc đó em cứ sợ mà thì sợ. Mà gặp lúc đó em mới về nước rồi xong giờ về em nghĩ còn trẻ mà em không có chấp nhận. Khi mà má vợ em biết á, có nói chuyện với em cũng không nhận luôn. Em đổ thừa đủ thứ lý do á. Để rồi vợ em nói anh không nhận thì thôi, em đâu cần anh nhận đâu. Từ lúc đó là không liên hệ với nhau suốt hơn một tuần lễ. Thì em ở nhà rảnh cũng coi phim, thì vô tình coi một cái tập phim á, thấy cái cảnh đi tối á, đứa bé nó khóc thì người vợ dỗ dành cũng khóc theo luôn. Cái lúc đó em tự trách bản thân mình, mình không phải là người xấu, mình không phải là người trốn tránh trách nhiệm. Mình sẵn sàng nhận hết tất cả những mình đã làm ra, cho nên em mới bắt đầu em bước xuống. Em nói chuyện với má thì lúc đó đó má cũng biết là em không muốn cho gia đình em biết, cho nên má kêu thôi bây giờ hai đứa dọn ra căn nhà của má để ở. Rồi ngày qua ngày cuối cùng đến ngày mẹ em biết và sanh đứa bé ra. Đó mà lúc đó thực sự là em rất là ham chơi. Vợ mang bầu chứ em đi làm, em đi chơi rồi em đi ăn nhậu rồi không có màng tới vợ em. Nói thiệt chứ từ cái ngày mà em quen bả cho đến sau này á, không mua được cái áo nữa. Mà cũng không trách em một tiếng nào, không nói một cái gì. Thật sự lúc đó phải nói là mình tệ lắm. Đi suốt ngày ngồi quán cà phê, nó chơi banh, bóng, cá độ, đủ cái chuyện hết. Một tháng đưa cho vợ đúng 4 triệu, không có mua được một cái gì hết á. Những lúc mà mẹ vợ em á mà biết một việc á, đó là lúc đó là em bể nợ thôi. Là cái khả năng chi trả em không còn nữa. Em mới báo thiệt cho mẹ em nghe. Thì vợ em biết, thì cũng chỉ biết khóc thôi chứ giờ làm gì giờ. Đó, cái lần thứ nhất, lần thứ hai, để rồi lần thứ ba, cái lần cuối cùng luôn đó thì em mới tự cảm nhận là bị lạc lối rồi. Suy nghĩ lại bản thân mình đi, mình đâu phải là con người như vậy đâu. Cái em không muốn liên quan với gia đình em nữa. Em nói thẳng với mẹ em luôn là mẹ cứ để cho con tự lo. Lúc đó mẹ em có kêu vợ em lên hỏi một câu như nè: Hân ơi, bây giờ nói với người sĩ á, nói kêu nó hẹt hết đi, là nó thiếu ai bao nhiêu nói đi mẹ trả. Nhưng vợ em không có cho. Vợ em nói nếu như mẹ mà cho tiền trả nữa thì sau này anh cũng dẫn về, anh không có thay đổi đâu mẹ. Mẹ cứ để cho ảnh đi, con hứa với mẹ con không bỏ anh đâu. Đó, xong rồi cái mở quán ăn vặt. Mà bà này bà ham làm lắm. Sáng thức dậy không có chuyện gì làm á, nói anh ơi giờ mình bán đồ ăn sáng đi anh. Cái nó bán gì? Nó bán bún móc. Cái em nói trời, cái khu này bán đậu sáng hay ăn má. Cái ngồi suy nghĩ, tại vì chị biết cái đó là đường xa lộ mà, tại vì gần đó có cái cô kia bán bún bò Huế mà em thấy cũng không được nhiều quá đó, nhưng mà muốn làm gì là phải làm cho bằng được. Nó cái cuối cùng cũng bán được 6 tô, còn nguyên nồi ăn hết luôn. Còn cái em mới thật sự là lúc đó thấy mặt buồn lắm, thấy tội, ngồi ngó nồi nước lèo mà ngồi thấy là muốn khóc, thấy tội lắm. Cái hồi đó đó, cái lúc mà em còn đi chơi á, còn xài tiền á, em khoái nấu ăn hay đi chợ, ví dụ mua cá 80.000 đưa 100 khỏi tối. Hồi đó sang lắm, tại vì tiền quýnh banh mà, đâu phải tiền mạnh đâu, mình tiết kiệm đó. Rồi cái em quen hết nguyên cái khu chợ Lễ Thiêu luôn. Cái chiều hôm đó em chạy lại từng sạp, từng chỗ em giới thiệu là món bún ốc sáng nay ăn nha, em giao tặng chỗ tô 25.000. Cái người ta nói cho tô đó. Cái em về em khoe vợ em liền, nè danh sách nè, 60 tô. Mừng lắm. Trời ơi, bây giờ chị muốn hỏi vợ chút xíu nè, đó là chồng bắt đầu đi ship bún ốc rồi đúng không? Trời ơi, chở cái thùng mút đó để đựng nước lèo. Trời, bán nhiều lắm, tụi em bán nhiều thứ lắm. Thì đây nè, giống như là thiếu gia mà đi ship bún ốc vậy đó, thì lúc ấy cảm xúc của em sao? Em thấy xót ruột cho chồng, mới thấy thương chồng không? Em chưa xót ruột bằng mẹ chồng em đâu. Mẹ em buổi sáng đó hay ngủ cà phê ở ngay chợ á, là thấy em hay đi ngang á, mẹ em rớt nước mắt luôn á, nhưng mà mẹ em kìm, nói phải kìm lại. Thằng nó đúng, nếu mà trả cho nó nữa, nó chưa hiểu hết được cái cuộc sống là gì đó, thì nó không có bỏ đâu. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ thì sao? Giờ tụi em cao cấp hơn rồi, giờ thành mở nhà hàng luôn rồi. Quán ăn gì? Quán Phố Nướng 79, chuyên về món nướng. Mà lúc đó là mở ở Dĩ Hè, có một căn kia, 2 căn kiosk mướn thuê à. Cái từ từ bớt khuếch trương ra thì được cái quán lớn như bây giờ. Quán nướng đúng không? Em đầu bếp. Em đầu bếp luôn. Giỏi vậy. Em chuyên về món nướng. Làm ghé. Rồi giờ vợ thì làm cái gì? Trước khi mà em gặp ông xã em á thì em có làm tóc. Em ở được nửa năm là em gặp ổng phỉnh em đi luôn á. Cái bắt đầu là vợ chồng em mở quán ăn thì được 1 năm, cái bắt đầu em nhớ nghề quá, cái bắt đầu là em mở online trong cái phòng vợ chồng em. Cái ngày đông quá, em nói anh ơi anh giờ qua phòng khác đi, em lấy cái phòng trên nữa. Đông nữa, em nói ông qua kho ở luôn đi. Vợ chồng em qua kho ở, cuối cùng lấy 3 căn để là em làm tóc. Chị có thấy rằng là hạp đó, là hạp đó. Thấy hợp nhất là sao chị biết không? Mộc sinh hỏa, em ăn mộc, ảnh ăn hỏa nè. Thành ra lấy em về em lo cho ảnh không à. Đó không kìa. Ai nấu ăn, ai nấu, ai giặt đồ, ai nấu ăn, ai giặt đồ nè. Ai nấu ăn, ai giặt đồ. Thấy gì ngon thì dành hết nè. Không, cái chuyện đó là chút nữa chúng ta sẽ nói vô cái phần dịch mặt nha. Bây giờ muốn hỏi cảm nhận của em là sau khi mà tất cả mọi thứ quay đầu là bờ đó, tất cả mọi thứ đã được em thay đổi, quay đầu là bờ, thì em có thể chia sẻ là cái cảm nhận của em sau một cái thời gian mà em thay đổi như vậy thì như thế nào? Cuộc sống vợ chồng em bây giờ nó rất là hạnh phúc. Tại vì em á là con người sống tình cảm, mình dám làm mình dám chịu. Thì bây giờ á, là cứ trong lòng á, thỉnh thoảng á, có một cái mặc cảm là ngày xưa đã làm khổ vợ rất là nhiều. Đối với em á, thà em chịu thiệt, chứ em không muốn những người thân cận của em đau khổ vì em. Cho nên bây giờ á, thì những lúc á, mà phải làm cái chuyện gì mà buồn á, thì em cũng chỉ im lặng thôi, chứ em không có chửi lộn như ngày xưa nữa. Đó, chị nghĩ vậy đó. Lắm thì có cái cảm giác là bây giờ mình là trụ cột gia đình. Có nghĩa là bây giờ người này là đã thay đổi rồi, quay đầu về bờ, cho nên giờ á ưu tiên cho người này vạch mặt trước đi, qua cái phần đại hội vạch mặt. Sĩ, ví dụ như bà xã em vậy đó thì tật xấu gì? Có không? Có nhiều không em? Thật sự là đối với người khác thì em không cần biết người ta nhìn nhận như thế nào, chứ đối với em thật sự giờ em rất là hoàn hảo. Giờ em là số 1. Em là số 1 rồi. Rối sướng cười thấy còn là em. Ông xã em chỉ muốn là ảnh ngủ sớm hơn thôi, chứ ảnh thức khuya quá. Có phải là do công việc không? Công việc với lại thói quen. Tại vì mở quán là bắt đầu 2 giờ là mở, thì cho đến 12 giờ là xong. Cái đóng cửa cái em phải tính toán rồi này kia, rồi xong hết khoảng 1 giờ em lên. Em lên thì cái thói quen rồi, cứ lên mạng coi Facebook, coi phim, coi hài cho nó thoải mái, bắt đầu mới ngủ. Dạ, mà trong khi đó 5 giờ rưỡi, 6 giờ sáng là em phải thức dậy lo cho con em đi học rồi. Ôi là em ngủ không được bao nhiêu. Rồi sau đó về mới ngủ tiếp một xíu đúng không? Đó đi làm tiếp thì em dạ. Rồi đất ơi, ngủ ảnh đi chợ. Ảnh hồn trạng thiếu ngủ trầm trọng luôn á. Đi chợ mua đồ cho quán á. Xong rồi có mua nhà đất rồi này kia đồ mình phải chạy hồ sơ. Đó. Giỡn hoài nhiều quá em ơi. Em đâu có gì. Dạ, hồi xưa thì ảnh ham chơi bao nhiêu, giờ em thấy ảnh cài bấy nhiêu luôn. Em cũng lo. Buổi trưa thì được ngủ. Nó quen cái giấc rồi. Không được. Bây giờ vậy nè. Chị nói nè em á, bây giờ em thay đổi gần như 180 độ rồi. Nhưng mà em thay đổi được cái này thì em lại dướng vô cái khác. Đó là cái vấn đề ít ngủ là nguy hiểm lắm em. Chị nói thiệt, nó nguy hiểm không có thua gì cái chuyện mà hồi đó em chơi banh đâu. Cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Tại vì cái thiếu ngủ nó sẽ sinh ra rất nhiều những cái hệ lực mà mình không lường trước được. Đầu tiên là về thần kinh á, về não á, về thần kinh á. Chị nói thiệt mà. Sát thủ thầm lặng đó. Sát thủ thầm lặng đó, chị nói thiệt. Đúng, em cũng có cảm nhận được. Tại vì hồi đó em khỏe khoắn, em cứng rắn lắm. Mà hức khuya cái vợ nấu gì cũng dám cãi. Không phải. Chứ đến lúc em sẽ khóc nữa. Khóc hoài, hỏi đụng sẽ là khóc. Đúng. Nếu anh Bin bây giờ là khóc hoài đó. Chị nói giỡn thôi. Thực ra vợ chồng em á, đã trải qua quá nhiều sóng gió. Đúng không? Rồi tụi em vẫn ở bên cạnh nhau và bây giờ càng ngày thì thấy là cái cuộc sống nó càng hạnh phúc hơn, càng gọi là yêu thương nhau hơn và hiểu ra đây là một nửa của mình và không bao giờ muốn để mất cái một nửa đó. Gia đình cũng hạnh phúc, hai bên gia đình cũng đã gọi là chấp nhận tụi em và yêu thương tụi em rồi. Thì thành ra chị nghĩ rằng tụi em phải giữ cái điều đó. Và giữ cái điều đó đồng nghĩa với chuyện cả hai vợ chồng đều phải giữ sức khỏe. Cái đó là cái rất là quan trọng. Người ta vẫn nói đó, có sức khỏe là có tất cả. Phải cố gắng sắp xếp thời gian. Không, phải ngủ cân bằng. Thì em cũng quan trọng cái sức khỏe em lắm. Tại vì em có được đứa con trai, đứa con gái mà. Gia đình hạnh phúc quá mà. Mà vợ đẹp mà con ngoan. Ôi trời ơi, tiền bạc có để làm gì đúng không? Đó. Thôi xin chúc cho hai em lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc viên mãn như thế này. Mãi mãi nhé. Cảm ơn anh chị. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Lâm Thanh Tài, năm nay 26 tuổi. Quê Quảng Bình và hiện tại sinh sống ở Sài Gòn. Và công việc chính của em là kinh doanh. Kinh doanh ngành nghề gì bật mí cho anh biết được không? Dạ em kinh doanh chuyên về mảng đông y ấy. Đông y và mỹ phẩm. Dạ có mở doanh nghiệp riêng. Vậy hả? Rồi hay quá, mời em. Dạ em xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Cô chú luôn đi cô. Dạ cho dễ, hoặc là con hoặc là em cho dễ. Dạ xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận và xin chào khán giả trong chương trình Vợ Chồng Son. Thì hiện tại là con là Trần Thị Thúy Vi, 23 tuổi. Hiện tại đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quê ở Đà Lạt. Con làm gì? Dạ cũng kinh doanh ở phụ chồng ở trong công ty. Đây là hai vợ chồng đều làm. Nhưng mà là giám đốc doanh nghiệp. Mà giám đốc là chắc có lẽ là đây đúng không? Sếp đúng không? Thôi bây giờ nó nghe nè, nãy là do bị mất sóng cho nên là nó bị trục trặc không có rõ. Bây giờ anh mời em giới thiệu lại một lần nữa nha. Đằng nào cũng phải giới thiệu thì thành ra là gọi cô Hồng Vân với chú Thuận luôn đi, xưng hô cho nó dễ nha cưng. Dạ vâng. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận, và chào tất cả khán giả đang xem chương trình. Và em tên là Lâm Thanh Tài, quê ở Quảng Bình và hiện tại đang sống ở Gò Vấp. Hiện tại đang làm công việc là kinh doanh và năm nay thì em 26 tuổi. Nhưng mà con kinh doanh gì? Dạ em kinh doanh về sản phẩm về đông y và mỹ phẩm. Dạ vâng. Là doanh nghiệp riêng của mình. Dạ đúng rồi. Không? Coi như là vợ phụ chồng. Dạ. Chồng coi như là quản lý hết tất cả mọi thứ. Như vậy là coi như là tất cả mọi thứ là hai vợ chồng quán xuyến mà như kinh tế gồm hết luôn. Gồm hết. Lọt sàn xuống đi là rồi. Bây giờ kể cho anh nghe coi lần đầu tiên là hai bạn gặp nhau như thế nào, cơ duyên nào gặp nhau, rồi ấn tượng gì về nhau. Dạ đó là cái lần đầu tiên là khi đó là hai vợ chồng đang cùng làm chung một công ty cũ hồi xưa. Thì đi làm thì cũng trong công ty có tổ chức về một sự kiện lớn. Thì bất phước là cái đêm đầu tiên để mà bắt đầu ngày mai để mà mình diễn cái buổi văn nghệ. Thì tối đó là tập trung xuống để mà tập văn nghệ diễn á. Thì bất phước anh này anh đứng đầu hàng ở phía bên kia, còn con thì đứng ở phía bên này cùng với lại support. Thì anh thấy anh này anh cứ để ý mình, mới hỏi là support là tại sao anh kia anh cứ đứng mà anh cứ hỏi mình hoài. Thì bất phước là anh cứ để ý lúc đó từ đầu cho đến cuối luôn. Là lúc nào cũng để ý mình cảm thấy hơi bị ngượng nên rất là khó chịu. là từ cái lần đó là bắt đầu mình để ý đến ánh mắt của anh này. Nhưng mà tại sao lúc đó em lại nhìn cô này dữ dội vậy? Giống như tiếng sét ái tình ấy, giống cái gu ấy. Giống như cái gu ấy, bởi vì em thì đàn ông mà cứ thấy con gái là mình phải tia tia. Thế là cái cô này lại đúng gu của mình là thấp thấp lùn lùn nữa, mà đã vậy còn cười dễ thương nữa. Cho nên là bản thân em cũng tia, thế là nhìn nhưng mà không có cảm tình gì. Nhưng mà không biết điều gì mà cứ nhìn qua nhìn lại, rồi cô ấy cười rồi em lại nhìn tiếp. Thế là hai bạn cứ nhìn nhau thế. Tức là trong một cái buổi tiệc đó là anh đầu xong em cuối xong. Dạ. Rồi thỉnh thoảng là cứ chạm mắt nhau. Dạ. Bạn kia thì rất là cảm thấy ngượng ngùng đúng không? Còn bạn này thấy bạn kia đúng gu của mình. Nhưng mà ngay ngày hôm đó là hai đứa vẫn chưa cảm thấy là yêu nhau, thích nhau đúng không? Dạ chưa. Dạ. Chưa. Vậy là sau ngày đó thì bao lâu? Dạ qua ngày mai là cái buổi chính thức, là buổi sự kiện chính thức tổ chức ra. Thì trong cái buổi giao lưu của trong cái chương trình sự kiện đó thì anh này là anh lại hay chặn đầu. Anh thấy mình là cứ chặn đầu thôi, mình kêu là đi ra chứ sao đứng đó, cứ chặn đầu với mình. Nó cứ chàng ràng. Dạ đúng rồi, lại thấy cứ chàng qua chàng lại như vậy. Mình cảm thấy là tại sao cứ chặn đầu với mình như vậy. Thì nói chung là bữa đó là cũng không có ý gì hết, chỉ mới là cái mà để cái rào cản thứ nhất để mình để ý đến cái đối tượng này sao. Là kiểu như vậy. Nhưng mà em chặn như vậy thì có nói chuyện không? Dạ không. Hay là chỉ sàng qua sàng lại gì đó, bích đường người ta. Chỉ chặn và cười thôi, cứ cười, nhìn nhau cười thôi. Dạ đúng rồi, cứ kiểu là nhây nhây với nhau ấy. Rồi sau đó thì sao? Rồi sau đó thì như thế nào, tại sao hai đứa lại đến với nhau? Sau đấy thì bởi cái lúc đấy em là quản lý cho công ty đấy. Thì cô này mới là một nhân viên mới, thì học cái kỹ năng về bán hàng ấy. Thì cô ấy được một người quản lý có gửi cho em và học về cái bán hàng. Thì cô ấy cũng học và sau đó thì một thời gian thì bén duyên. Thì chắc là để vừa em kể cho nó hay. Rồi, bây giờ bén duyên sao nè, ai là người chủ động tỏ tình? Dạ hình như là con thì phải. Con luôn hả? Dạ. Nói chung là bữa đó là có cả mình gọi là nhân viên ở sau mình nữa, nhân viên dưới mình thì dặn cái bạn đó đi học, tại vì có nghe cái tiếng tăm của anh này ở trong công ty đó là anh là một người bán hàng rất là giỏi, và rất là xuất sắc luôn, nên là tại sao mình không có đi học hỏi anh này. Thì học hỏi bất phước sao mình lại thấy được cái pin của anh đeo là pin quản lý, trợ lý quản lý. Thì mình cảm thấy là trợ lý quản lý như vậy thứ nhất là rất là giàu, rất có tiền rồi. Dạ ngon đúng rồi. Tại vì hồi đó là chị mới là sinh viên thôi thì làm gì có tiền. Thì thấy ảnh lại có cái pin như vậy là mình cảm thấy là sang tháng sau lên quản lý là rất là giàu, rất là có tiền, là nhóm đối tượng là đầu tiên rồi. Thứ hai nữa là cũng có bà chị làm chung thì chị cũng có nói là anh này, bạn này là sinh năm 95, là hợp tuổi rồi. Là đầu tiên là thấy hợp tuổi á, là thứ hai nữa là hồi đó có hay đi cờ bói kêu con cưới chồng sang mà xem 95 là con cứ lựa những người như vậy thì mới giàu. Thì mình lại có những cái ý định là lại thứ nhất là lên vị trí quản lý, thứ hai nữa là hợp tuổi mà sinh năm 95 nữa. Thế là bắt đầu là lên một ý tưởng hết. Để tiếp cận ảnh. Con đã coi như là giăng bẫy để cho con mồi vào lưới tình của mình đúng không? Dạ. Đó, bây giờ cái kế hoạch giăng bẫy làm sao? Chiêu của con sao, con chia sẻ cho cô nghe coi. Là bữa đó là trong nhóm có chơi một cái trò chơi là đăng hình lên và xem cái lượt like đó như thế nào thì mới được phần quà. Thì bữa đó là con có cầm những cái tấm hình đó thì xuống nhờ ảnh á, là cố tình tiếp cận là nhờ ảnh like cái bài đó. Và kết nối nhắn tin với nhau là trong Facebook. Là kết nối hỏi Facebook anh ấy tên gì. Rồi kết nối trên like để mà mình hay thường xuyên mình nhắn tin. Thì kết nối được rồi là sang về nhà là cứ nhắn tin mà anh này anh rất là chảnh luôn. Anh không có trả lời, kiểu như là mình nhắn tin kiểu như nhắn tin rác vậy đó. Thì khi đó là mình cứ lúc nào cũng đẩy tin nhắn lên để mà anh cảm thấy là mình phải cố gắng mình làm phiền người này thì người này mới có khả năng là để ý đến mình nhiều hơn. Tại vì mình đã đánh đối tượng rồi. Nhưng mà lý do vì sao mà em lại không trả lời với cái tin nhắn của người đẹp này? Trong khi đúng gu của mình rồi đó. Đúng gu rồi mà lý do gì? Trước đó là khoái cười. Trước đó em thực tế thì em cũng cười nhưng mà không có một cái chút gì đó gọi là đồng lại. Thì bản chất là cứ thấy con gái xinh xinh thì hay chọc hay ghèo vậy thôi. Thế là thấy cô này nhắn tin thì cũng giống như những cái bạn mới ấy, thường hỏi về cái bán hàng. Thế là em cũng bỏ lơ. không quan tâm lắm, bởi vì lúc đấy cũng bận cái chương trình công ty nhiều, cho nên không quan tâm. Thế là một thời gian thì cô ấy nhắn thì em cũng có trả lời, cũng nói chuyện qua lại, thì cũng gặp mặt rồi nói chuyện, rồi chỉ cô bán hàng làm sao để mà bán được hàng. Thế là một thời gian thì hai bạn rủ nhau đi ăn, cứ đi làm về thì bảo là anh về thì cùng đường với em, chờ em với. Thế là bữa cũng không biết tại sao mà đi làm về mình cứ lại đứng đợi cô này. Thế là dần cô này đi ăn được mấy bữa, thế nhưng là mà thật sự là em có cùng đường về nhà với ảnh hay không? Cùng ra chỗ lấy xe. Nhưng mà cái nhà của em với nhà ảnh có cùng đường không? Em sẽ cái bẫy thì bởi vì mới hỏi đó. Thì đang văn chiêu mà đó. Bây giờ đang văn lưới mà. Thì bởi vì mới hỏi thì nè đó. Để cho cô nói nè đó. Hồi đó là có hai bãi giữ xe. Một bãi là sau lưng công ty thì gần quá, một bãi thì phải ra tuốt đằng sau gần 1 cây số thì mới tới chỗ giữ xe. Thì đã có ý định rồi thì phải gửi xa xa một chút để mà cùng đường đi với anh này về. Để ít nhất là nhờ ảnh là anh chở em ra cái chỗ giữ xe đó với, hay làm một cái gì đó. Nói chung là phải tìm mọi cách để tiếp cận đến nhau. Dạ đúng rồi. Nhờ bây giờ mọi lúc mọi nơi. Bây giờ kể cho anh nghe một cái lần mà coi như là tiếp cận mà nó đáng nhớ, một cái kỷ niệm mà nó đáng nhớ lúc mà em giăng bẫy anh đó. Tung đòn cuối. Mà anh dính luôn á. Cái đó là gọi là tung đòn cuối. Tung cái knock out luôn á. Dạ cái hôm đó là cái hôm là thứ nhất là sinh viên là hết tiền ăn rồi. Thì bữa đó là bất phước là anh này anh kêu anh có việc. Thì mình cũng lang thang đi từ đó mà đi chậm lắm. Đi chậm đó tới chỗ chung cư, tới chỗ gửi xe đó. Thì bất phước mình nhắn tin ảnh, mình cảm thấy là bây giờ làm sao để anh ra, anh có đang bận mà. Thế vậy alo anh ơi em đang đứng ở dưới chỗ này nè. Anh có ra được không thì em buồn quá. Nói chung là vẽ hết một câu chuyện, vẽ hết một bức tranh để mà để anh ra được. Lúc đó buồn rồi, nói chung là rưng nước mắt rồi, nói chung là phải làm sao cho anh ra là được ngay hôm đó. Là tối hôm đó sau là anh chạy ra, anh nói với anh chạy ra ngồi dưới ghế đá đó. Và nguyên một đêm luôn, nguyên một đêm tới sáng lúc cỡ tầm khoảng 5 rưỡi là bắt đầu ảnh lấy xe anh về rồi. Thì mình đi xe về nhà mình. Là hôm đó là tâm sự cũng nhiều mà ảnh cũng có chịu ra nữa là may mắn. Mà chứ... con nói cái gì, con nói con buồn cái gì. Quan trọng là con khóc. Con nói làm sao, con nói tại con khóc lóc rồi con nói con buồn cái gì mà ảnh hết hồn anh chạy ra. Hồi đó là hồi xưa là nhà có cho đi bên, cũng có ý định là cho đi Nhật. Thì mình lại đang ở trong Sài Gòn, vừa đi làm vừa đi học nữa. Thì mình lại có một cái suy nghĩ là bây giờ chỉ còn cách này mới cho anh ra thôi. Giờ cũng vừa khóc rồi vừa lu bu là anh ơi em buồn quá, chắc là em nhảy cầu tự tử thôi. Giờ em không có chịu nổi nữa rồi. Giờ em buồn quá hay là anh ra với em đi. Thế là anh này anh cũng có ra, anh có ra rồi anh cũng tâm sự nguyên đêm như vậy đó. Nói chung là nói gì sao mà không ra được, đúng không rồi, em? Dạ vâng. Nhưng mà em có tin đó là cái sự thật không? Dạ lúc đấy thì em không tin, nhưng mà em bảo tự nhiên 9 giờ rồi, 9 giờ em đi làm về tắm rửa để ngủ rồi. Thế là cô ấy mới nhắn bảo là anh ơi em buồn quá, chắc em đi nhảy cầu. Thế là lúc đấy em bảo thôi bây giờ chạy ra xíu để xem tình hình thế nào. Lúc đấy cũng chưa yêu đâu. Thế là em mới chạy ra. Thế em bảo thế em bây giờ muốn đi nhảy cầu nào đấy anh chở đi, em một mình buồn quá. Thế là em cũng azua theo, kiểu em chọc vui ấy để cô ấy khỏi có suy nghĩ đấy. Bởi vì em cũng nghĩ là cô ấy áp lực cuộc sống hay là cái gì đấy. Thế là mới ngồi trò chuyện, thế là mới khui ra câu chuyện là kể về người yêu cũ rất là nhiều. Rồi hỏi cô hỏi một câu là anh có biết tình yêu và gọi là tình yêu và cái gì nhỉ? Tình yêu và tình thương là thế nào không? Ấy, thế là cô ấy gà cô hỏi để mình nói. Thế là cuối cùng hai vợ chồng mới ngồi chơi với nhau, ngồi thì cũng tâm sự. Tới 5 giờ sáng thì sau đó đi về. Và cùng hay thì không có yêu mà ngồi được với người ta 5 giờ sáng mà vẫn nói là không yêu. Một là phải có ý, phải có một cái tình cảm đặc biệt với cô này. Bây giờ là mấy giờ nè? Bây giờ cỡ 7 giờ tôi đã ngà tôi buồn ngủ lắm rồi. Mà ngồi mà tới 5 giờ sáng không phải chịu. Không ngủ, không nghe, không gì mà vẫn nói là chưa yêu. Thì em mình là khác, tuổi cao sức yếu, hoặc là do ngồi nhiều quá cho nên nó mệt, còn tuổi này nó trẻ, đúng không? Nhưng mà trong lúc mà an ủi như vậy thì có khoác vai dỗ về, có ôm chút xíu không? Thì mình là đàn ông mà, lúc đấy mình cũng có khoác vai và vồ về. Đấy, thì thấy cô này sao cô cũng cũng để yên, thế là mình khoác vai luôn. Thế là lúc đấy em mới ngồi tâm sự tới sáng. Xong ngày đó xong thì hai đứa chính thức yêu nhau. Nhưng mà không có nói gì. Không có em cũng không bảo là bây giờ em làm người yêu của anh, hay là cô ấy bảo là làm người yêu của em, mà hai đứa từ tới với nhau vậy đấy. Không ai nói đâu. Mặc định là đã yêu nhau đó, đúng không? Dạ, và đúng. Như vậy là cái bẫy của em đã giăng thành công, đúng không? Đúng không em? Dạ đúng. Tiếp theo là hôm đó xong là đã cảm thấy rất vui rồi. Là đúng rồi, đúng cái mục tiêu là mình đã nhắm tới rồi. Thì bữa đó là sang ngày Valentine, không phải, ngày Halloween. Bữa đó sang ngày Halloween thì rủ ảnh đi ăn, ảnh không có đi, mới rủ đi với bạn. Thì sang ngày tiếp theo nữa rủ đi, thì lúc là đi ăn hủ tiếu. Thì có nói là bất phước lúc đó là bà chị có gọi điện thoại là đòi tiền phòng. Thì mình lại nói giờ không có tiền, giờ làm sao ta, là nghĩ trong đầu như vậy. Thế mà nói anh ơi, má chưa kịp gửi tiền lên, anh hay cái gì cho anh mượn đi rồi mai má gửi lên trả lại. Là lúc đó là anh có đưa ra 2 triệu để trả tiền phòng. Là từ đó xong là vẫn chưa trả lại, tới giờ chưa trả luôn. Dạ chưa. Bây giờ là lời dữ lắm đó nghe. Dạ. Bây giờ là tính ra cái tiền lời của cái 2 triệu đó là bây giờ bộn mà nghe cưng. Coi như là tình cảm vừa có xong là sau đó mượn tiền liền. Dạ. Coi như đã có duyên rồi, bây giờ tôi mắc nợ anh là chính vì đó luôn. Coi như duyên nợ coi như phải dính luôn. Gieo duyên rồi bây giờ gieo nợ luôn. Đúng không? Rồi sau đó sao nè, rồi mấy ngày hôm sau đó tiến triển sao? Là lúc đó là mấy ngày hôm sau thì vẫn đi làm về bình thường, cũng kêu chờ dưới chỗ cũ, là cứ chờ dưới chỗ cũ đi thôi. Là không biết lúc đó là anh có thương mình hay chưa, nhưng mà mình có ý định là cảm thấy là anh này đã ok rồi, là đã nhắm đúng đối tượng là mình đi thôi. Thì sang một ngày nào đó là buổi hôm đó là không có muốn về nhà, lại anh lại có xe. Thì bữa đó là mới hỏi là xe bị hư em mới để ở nhà, thì anh kêu anh này anh chở em về. Thì chở em về thì bữa đó là tối 11 giờ rồi. Thì em kêu là thôi vậy em không muốn về, anh chở em đi đâu đi. Thì anh này anh cũng hỏi là em muốn đi đâu, kêu em muốn đi đâu cũng được. Thì anh cũng trễ rồi, anh có rủ đi cà phê. Thì thường thì đi cà phê thì vô đó ngồi thì mỏi lưng này nọ lắm. Mất thời gian. Dạ đúng rồi. Thì đó là thôi, hay là anh có hỏi anh câu là về em muốn đi đâu. Thì em mới nói là hay đi khách sạn đi anh. Là nói hay đi khách sạn đi anh. Anh này anh lại suy nghĩ cái gì á, lúc anh có sợ hay không? Bây giờ hỏi thẳng luôn đi. Lúc đó em nghĩ gì? Lúc đấy mới quen thì em cũng nghĩ là đi cà phê thôi, bởi trong đầu em chưa suy nghĩ nhiều. Thế là em mới rủ đi cà phê. Bởi vì cũng mới mấy ngày thế em bảo thôi bây giờ đi cà phê, bởi vì em có hay ngồi quán cà phê Thức ngay chỗ Quang Trung ấy. Thế là em hẹn cô ấy đi cà phê, không chịu. Đứng giường ở tư khoảng 30 phút rồi bảo bây giờ để suy nghĩ. Thế là cô nói câu bảo là thôi giờ đi nhà nghỉ. Mình cũng hết hồn. Em cũng hết hồn luôn. Không biết cô này tính khí sao mà mới có mấy ngày là rủ mình đi nhà nghỉ rồi. Thế là lúc đó em từ chối. Em bảo thôi đi cà phê đi. Thế là cũng chảnh xíu bảo đi cà phê, nhưng mà trong lòng muốn lắm rồi. Thế là cuối cùng thì hai đứa đi. Đấy, đi thì vào nhà nghỉ. Nhưng mà trước khi vào cô vẫn bảo là không được làm gì ABC. Cô cũng bảo không được làm gì. Cô rủ mình đi nhưng mà cô lại nói trước như vậy. Trời ác gì em. Chứ ác vậy. Rồi sao nè? Sao nữa? Kể tiếp nè. Là khi mà vô là em vợ có nói là vô đây là không được làm gì hết, chỉ được ngủ thôi, tại vì đi nhà nghỉ là chỉ có ngủ thôi. Thì với đó là anh cũng bình thường, anh cũng không có động tay động chân, cũng chỉ là ngủ thôi. Nhưng mà cũng có khuyên câu là cái gì con gái là ngủ là thường là không nên mặc áo, thì nó sẽ bị chật rồi ung thư khó chịu nữa nhọ. Thì mình nghĩ là mình cũng suy nghĩ cũng giống má mình hồi đó mình có nói như vậy đó. Thôi mình cởi áo, ngực thôi và không làm gì hết. Thì bữa đó là chỉ ôm nguyên đêm, không ngủ mà cứ ôm ngủ thôi. Là vẫn thức mà khó chịu, tại vì lần đầu tiên gặp hơi trai cô. Là không có ngủ, là cứ ôm mà cứ thao thức miết là ôm vậy đó. Chưa làm gì hết. Không làm gì hết. Dạ. Rồi bao lâu? Bao lâu thì mới làm gì hết? Bao lâu cái gì người ta tới từ cái đó đến đó là có mấy bữa Bây giờ mình phải hỏi là bữa sau thì sao? Hôm sau đó, hôm sau thì sao? Phải hỏi bao lâu đi để cho nó tưởng là lâu hả? Không biết đâu, chừng nó cả năm trời á. Bao lâu thì mới ăn nhau? 5 ngày sau. 5 ngày sau là cũng có lý do là không muốn về nhà. Nên là anh cũng kêu không muốn về nhà, giờ trễ rồi đi công viên. Thì đó là phải đi công viên trước là sớm rồi. Là vẫn đi công viên, đi bình thường, đi nhắc ra nguyên một vòng công viên vậy đó. Xong rồi đi vô, mà cũng đi vô nhà nghỉ. Mà đợt này cũng kêu là không có làm gì nữa đó nha anh. Anh cũng kêu ừ anh không làm gì hết. Thì khi mà bắt đầu khi tới giờ ngủ rồi, tắt đèn hết rồi, cũng tắm rồi nọ, tắt đèn hết rồi. Thì bữa đó là anh kêu bây giờ không biết anh đang suy nghĩ là không biết bây giờ có nên làm hay không. Thì con thì vẫn nằm im, vẫn sợ, tại vì lần đầu tiên chưa bao giờ mà trải qua vẫn cái cảnh như vậy hết trơn á. Thì khi đó anh mới kêu là anh vẫn có mò rồi. Anh có đặt tay rồi, nhưng mà vẫn hất ra. Không được, tại vì cảm thấy cái cảm giác này nó làm sao á. Mình cứ sợ sợ nữa. Vừa suy nghĩ bây giờ vô đây mà lỡ quất ngựa truy phong luôn là không có biết tìm mặt mũi đâu hết. Nên là vẫn sợ, vẫn nằm. Thì anh kia là không sao rồi em, nhẹ lắm, không sao đâu anh, nhẹ lắm, không sao đâu. Là hôm đó là cái đêm lần đầu tiên của con. Dạ. Đây là người chồng đầu tiên và cũng là người đàn ông đầu tiên của con. Sau đó thì sao em? Lúc đó em không, cái cảm giác của em sau đó như thế là em bị bất ngờ không? Cô gái thì rất là dạn dĩ, nhưng mà cuối cùng thì thực sự là đó là một cái lần đầu tiên của em có thấy bất ngờ không? Dạ em cũng thấy rất bất ngờ, nhưng mà thường lúc đấy mới 19 tuổi. Vừa em mới 19 tuổi, cho nên là cũng trẻ mà. Đấy, cho nên là cái vấn đề lần đầu tiên thì em không bất ngờ. Nhưng mà bất ngờ cái là cô ấy rất là thoải mái. Nó không giống như dè dặt giống như là những cái bạn trẻ khác. Thì rất là thoải mái. Nhưng mà lần đầu tiên phải làm tâm lý nhiều lắm, dữ lắm. Làm tâm lý dữ lắm mới được. Như vậy là sau bữa đó là cái lẽ là cứ đi liên tục đúng không? Sau bữa đó là ghiền luôn. Ghiền luôn. Một tuần như vậy là coi như là không ngủ ở nhà mấy đêm. Một tuần 2 triệu tới khách sạn. Một tuần là 2 triệu tư. Một tuần là 2 triệu tới khách sạn. Có chỗ 200, có chỗ 300. Như vậy là 10 ngày. Một tuần có thể đi tới một tuần 7 ngày thì 6 ngày có thể là nguyên một tuần cũng có. Một tuần 5, tuần 6, tuần 7. Tốn tiền dữ em. Rồi sau đó làm sao phải tính kinh tế chứ. Tại bé này nó khó khăn quá mà. Sau khoảng 2 tháng thì quen nhau. Thì hai đứa quyết định là ở riêng. Quyết định là ở riêng luôn bởi tốn tiền khách sạn quá. Một tuần với 2 triệu, tháng với 8 triệu, 2 tháng là 16 triệu. Trời ơi trời, dữ dội vậy. Dọn về sống chung cho nó khỏe. Đúng rồi. Rồi sau này về sống chung, về sống thử luôn đúng không? Dạ vâng. Rồi trong thời gian hai đứa yêu nhau thì có cái biến cố gì không? Giận hờn, đòi chia tay, chia chân hay là những cái gì không? Hay là suôn sẻ cho tới khi lấy nhau? Có một lần là trước khi mà yêu nhau ấy, lúc mà mới yêu khoảng tầm độ 1 tháng ấy, thì cô đòi chia tay. Bởi vì biết được là trước đây là em có yêu 1-2 bạn gì đấy. Thì cô ấy bảo là cô ấy không phải là cái người duy nhất. Thì cô lại đòi chia tay. Khóc. Cô ấy mới đầu tiên cô ấy rủ em đi nhậu. Em nhậu đúng 1 lon xong là em say, em kể chuyện. Thế em kể nhiều chuyện quá thì cô ấy giận. Muốn khui em đó. Kể chuyện người yêu cũ thì cô ấy giận. Thế là xong ấy cô ấy lại khóc, rồi cô ấy bỏ về rồi đòi chia tay đủ thứ. Rồi em phải khuyên, phải đứng dưới nhà ấy, đứng dưới nhà của phòng trọ ấy. Rồi xong gọi rồi bảo là anh với em xác định lâu dài mà, đâu phải là ngày 1 ngày 2 đâu. Rồi sau khuyên mãi đến 2 tiếng sau mới chịu xuống. Là cái lần đó. Dạ đúng rồi. Rồi như là sống thử như vậy. Rồi có bị coi như là tai nạn vỡ kế hoạch kia không? Có lần bác sĩ vỡ hoạch con nít quá. Bác sĩ có cưới không? Dạ có. Bữa đó là ngày 27 tháng 4 là phát hiện được là có em bé. Là có em bé xong là vẫn thấy rất là sợ. Mà tới đó là đang bị đau bụng, là vẫn phải đi khám. Thì cái động trời là 3 ngày 3 đêm. Khóc liên tục 3 ngày 3 đêm mà anh này cũng phải nghỉ việc ở nhà để mà dỗ. Mình lại có một cái suy nghĩ là giờ mình ăn chơi rồi, giờ cái hậu quả mình phải chịu thôi. Mà không ai chịu cho mình thì mình tự chịu. Mình phải nói là bây giờ không biết sao thôi đi bỏ. Thì cũng có ý định là đi bỏ em bé. Thì tại vì đang nghĩ là về gia đình của mình nữa, tại gia đình của mình cũng có văn hóa này nọ, thì mình mới nói là thôi giờ bỏ đi anh. Cũng vừa khóc, cái miệng mình nói rất là mạnh nhưng mà trong tâm mình không có dám đi, không dám bỏ. Nó sợ 3 ngày 3 đêm khóc than khóc trời, khóc mà làm đùng hết. Là 3 ngày anh ở nhà anh cũng có lo lắng, anh sợ tại vì anh này anh rất là thương em bé. Mà anh kêu có thì cứ thôi, cái gì đâu em. Ngày đó. Nhưng mà em thì sao? Em có nghĩ rằng là cái việc mà cô nói cô bỏ đứa nhỏ là thật không? Và em có sợ không? Dạ, đầu tiên thì lúc mà phát hiện bầu là cô nằm cô khóc. Sáng em mới ngủ dậy thì cô bảo có tin, xong cô nằm cô khóc, em không biết là khóc chuyện gì. Thế là em mới ở nhà em xem, thế là lát nữa cô mới kể bảo là 2 vạch, cô mới đưa xem 2 vạch, khóc cả ngày luôn. Thế là đòi bỏ. Thì trong bản thân của em nghĩ là cô ấy đòi bỏ thật, bởi vì là quyết liệt lắm. Đến 1 tuần sau vẫn quyết liệt là đòi bỏ. Nhưng mà em thì em lại không muốn bỏ, bởi vì em về cái tâm linh ấy, thì em lại suy nghĩ đến cái việc là sau này cái hậu quả ấy, là có thể là cả hai đều phải gánh. Có thể là mình sau này mình yêu nhau lấy nhau rồi đấy, thì mình vẫn phải gánh cái điều đấy. Cho nên là em thiên về tâm linh, và cũng là thương nữa. Thương mình cũng là thương thật lòng mà, đã về ở chung rồi cho nên là em cũng không quyết định là khuyên cô ấy không bỏ. Thế là cứ mỗi lần dần thì cô lại bảo là mệt mỏi quá, đòi bỏ. Cứ khoảng tầm 1 tuần sau ấy, mỗi lúc mà mệt ấy, thai nghén mà, thế là cô ấy đòi bỏ. Thì em ấy bảo là thôi bây giờ lên xe anh chở đi. Thế là em giả vờ vậy rồi em chở đi ăn, xong là thôi. Lại quên con nít mà. Dạ vâng. Rồi lúc đó có báo với gia đình hai bên không? Hai đứa? Dạ có. Ba mẹ. Dạ. Phản ứng sao? Là đầu tiên anh gọi cho ba mẹ ngoài đó. Thì trước đó là ba mẹ cũng có biết là hai đứa ở chung rồi. Thì ba cũng có nói nhỏ với anh này là có xác định không mà ở chung, tội con người ta. Em có nghe câu đó. Thì lúc đó là ba mẹ biết rồi, cũng bình thường, ba mẹ cũng chung là vui. Khi mà anh gọi cho ba má của con á, thì lúc đó trong lòng mình rất là sợ lắm, bây giờ không biết phải ứng xử như thế nào. Thì khi anh gọi xong là má có nói là thôi bây giờ cứ ở đó đã để nói với ba. Thì ba rất là nóng, ba rất là giận về cái vấn đề mà khi phát hiện là con gái mình đi học xa mà có bầu, là sợ. Thứ nhất nữa, thứ hai nữa là sợ thằng này nó có đàng hoàng hay không, rồi nhiều khi bỏ thì sao, là sợ cái đó. Và khi đã nói về được thì má có khuyên ba thì mọi thứ đều hoàn toàn tốt. Thôi là chúc mừng. Nhưng mà cái khi mà em biết tin là vợ có bầu á, cái cảm giác em như thế nào? Cảm giác em lúc đấy nó cũng bàng hoàng á, bởi vì chưa chuẩn bị gì hết. Mà vui không em? Vui, bản thân em vui. Rồi. Như vậy là ổ bé được bao nhiêu tuổi? Dạ hiện tại là bé được 2 tuổi. Và đó bé lớn, bé gái. Và bé sau là 1 tuổi, bé trai. Chà, như vậy là 2 năm hai đứa tiếp đó, nối tiếp luôn á, đẻ đứa này xong cấn đứa khác luôn á. Chà, tại thương nhau quá mà cho nên là 2 năm hai đứa, đúng không? Với lại là làm liền để nuôi lần chó đã, đúng không em? Rồi ba mẹ có hỗ trợ trông nom giùm không? Hay là tự con tự chăm hai đứa luôn? Là hồi đó là sanh hai bé là về nhà bên ngoại. Thì khi đó là 3 tháng sau là có dặn hai bé vô đây là tự chăm bé. Bây giờ là tự chăm luôn, giỏi. Bây giờ hiện tại là hai bé đang ở dưới ngoại. Là ở đâu em? Ở Đà Lạt. Đà Lạt. Dạ. Bao lâu mới về với con? Dạ cứ 1 tháng là về 1 lần. Mới Tết đây con mới đưa hai đứa về thôi, chứ thường thường là ở trên đó. Trước đây là ở trên này. Nó mà trên đó nó quen khí hậu rảnh rồi là nó không có chịu về Sài Gòn đâu. Nghe. Rồi bây giờ thôi, tình cảm của các em nói chung là cũng rất là đẹp, phải không? Mà đẹp nhất là 2 năm hai đứa. Đó. Chắc có lẽ là bây giờ mình đến một cái phần nó rất là hay và các em, anh nghĩ các em cũng rất là quen thuộc cái phần này, đó là phần khui tật xấu của đối phương. Đúng không? Bây giờ họ hỏi em trước đó, cô ấy có tật xấu gì không? Vợ em thì có nhiều tật xấu lắm, rất là nhiều tật xấu. Thứ nhất đó là về việc mà gọi là muốn cái gì thì phải theo ý mình. Còn mà trái ý là mình dằn liền. Ví dụ là lâu lâu mà rất dễ thương đó, anh ơi anh có thương em không, cứ hở ra là hỏi anh có thương em không. Đấy, thì em cũng ngày trước thì em không biết, nhưng mà bây giờ thì biết rồi. Cứ hỏi thương em không, thì mình bảo là không. Thế là cô ấy giận. Lần sau thì mình biết ý thì mình bảo là thương. Thế là cô mới nói cái yêu cầu, cô ấy muốn cái gì, ví dụ muốn ăn hay là muốn làm cái gì đấy thì hỏi. Thì vừa em mới hỏi, thì khi mà em đáp ứng được ấy thì vui lắm. Đáp ứng được những điều vừa em nói thì vui, nhưng mà không đáp ứng được ấy thì lại là giận. Rồi nghĩa là hay giận đó, hay giận và muốn chồng phải làm những gì đó theo ý của mình. Dạ vâng. Không quan trọng đúng hay sai đâu, cứ quan trọng là chồng phải làm theo ý mình vậy đã. Vợ luôn luôn đúng mà. Rồi tiếp theo. Cái tiếp theo, một cái sở thích mà nó rất là, phải gọi là nó rất là sao nhỉ, khi ngủ ấy thì thích sờ soạng. Phải sờ soạng, phải ôm mới ngủ được. Đấy, đó là sở thích, một cái tật xấu mà em nghĩ là chắc vợ chồng thì cái này có lẽ là tật tốt đấy. Mà em thì sao, em thấy thì sao, em thấy thích không hay là em thấy nó phiền? Thấy thích. Nó không phải tật xấu. Nó phải tật xấu em ơi, nó không phải tật xấu. Có hay bướng bỉnh không? Bướng bỉnh hay cãi chày cãi cối không? Dạ vâng có. Cái đó là xấu nhất luôn đấy. Cái đó là xấu nhất. Cãi cho tới đó phải không? Cãi cho tới, nói chung là hay nói lắm, càm ràm rồi cái gì cũng cãi cho tới. Nhưng mà trước mặt vậy thôi, nhưng mà trong lòng nó biết mình sai rồi, tự sửa trong lòng ấy. Kể cả mà em khuyên hay em nói gì cũng vậy, không bao giờ nhận lỗi, mà sau đó thì lại tự thay đổi, tự sửa bên trong ấy. Mình tự nhận thấy là bạn đã sửa luôn đúng không? Vâng. Con nít mà, mới có 23 tuổi chứ mấy. Nhưng mà cãi là phải cãi tới đó. Đúng rồi, phải cãi chày cãi cối, cãi đến không cần biết thua cũng phải là thắng đã rồi tính tiếp. Nhưng mà vừa em thì suy nghĩ rất là chín chắn, nhiều lúc suy nghĩ chín chắn. Cái lúc tức giận thì vậy thôi, nhưng mà sau đấy thì suy nghĩ rất là tuyệt vời. Tức giận nhưng mà có nóng tính không? Dạ có. Và nóng tính nó có phải là tật xấu đối với em hay không? Em nghĩ thì đó là cái sự nùng niu ấy, có nghĩa là trong nhà rồi đối với chồng thì vậy, nhưng mà ra ngoài thì không có như vậy. Ít hạn chế, không phải là khi nào cũng nóng tính như vậy. Rồi còn gì nữa không? Có lèm bèm lẹp bẹp không? Số 1. Nhai đi nhai lại một câu chuyện có không? Là thường vậy. Không, những cái chuyện cũ như là lôi ra nói lại á. Rồi cãi chày cãi cối. Nói chung lèm bèm là thường là của những người phụ nữ lớn tuổi nha. Con là con có đủ luôn đó, vừa nít vừa người lớn luôn là con á. Không, nhiều khi lớn lên cái lại hết lèm bèm. Rồi, bây giờ tới con. Ảnh thì không có nhiều tật xấu. Nói chung là ở từ hồi xưa, từ hồi lâu tới giờ là không có nhiều tật xấu. Chỉ có đúng một cái mà nó hòa, nó tới nó lui và không bao giờ sửa. Đó là mỗi lần tắm á, là mình cũng có cái chỗ để mình để cái đồ dơ. Ảnh là không có để đồ dơ. Cứ tắm xong dùng cái bạch đi dưới đất vậy đó là mỗi lần ra vô mình cảm thấy chỗ đó nó không có được sạch thì phải bỏ vô trong cái giỏ để mình đi giặt. Không, cái lần xong ủa anh sao không có lấy cái đồ đó mà bỏ trong máy giặt, kêu chắc anh quên rồi, anh xin lỗi. Mà cứ 10 lần như vậy thôi và không bao giờ rút kinh nghiệm. Anh rút hoài cũng vậy à, bừa bộn. Dạ bừa bộn. Thứ hai nữa là cái về quần áo á, thì thường thường con không có biết là đàn ông mặc như thế nào, nhưng mà thấy chồng mình về mặc xong một lần đó là bộ cất với tủ, xong rồi cách ngày hôm sau ngày hai mặc lại, là một bộ đó mặc 2 lần mới đi giặt. Tại không tiếc á. Tiếc tại còn mới quá đúng không, còn mới quá cho nên mặc đi cho nó dơ. Chắc là làm việc ở trong văn phòng máy lạnh đúng không, đó cho nên rằng không có cảm giác đồ của mình dơ. Đó, và thấy vợ chắc sợ vợ giặt nhiều tội cực. Mà giặt nhiều á đồ cũng mau hư lắm. Thực sự là như vậy đó. Rồi còn gì nữa? Về tật xấu thì anh chỉ có nhiêu đó thôi. Còn những cái anh không biết làm, anh làm cho lố thì đâm ra thì mình lại nói nhiều. Ví dụ chén mắm thôi là mình kêu là không có, hai vợ chồng mà anh làm cả cối chén, cả cối mắm vậy đó, thì đâm ra mình lại đâm ra cái tính mình nói nhiều nữa. Kêu không biết thì phải hỏi chứ, sao mà làm như vậy? Mình hay cằn nhằn vậy nè. Mà con mong mỏi chồng con thay đổi cái gì? Nói chung thì thật sự là anh đã hoàn hảo rồi, chỉ có bản thân con tự ngộ nhận ra thôi. Dạ. Cứ vậy yên đúng không? Để yên vậy luôn, không cần thay đổi gì luôn đúng không? Dạ không thay đổi. Giờ cho dù mình kêu ảnh nhiều rồi ảnh không thay đổi, nhưng đâu có làm được, mình cũng tự đi làm với ảnh thôi à. Thôi cứ vậy đi ha. Dạ. Rồi cưng thì sao? Em thì không muốn vợ thay đổi điều gì. Vợ thì hơi nóng tính và nhiều khi trẻ quá, cho nên là cái sự bồng bột đấy. Thì mỗi khi mà có chuyện gì ấy, thì chỉ cần là vợ là suy nghĩ chín chắn và sau đó mới là chia sẻ ra, thì nó sẽ giúp vợ chồng hòa thuận và hạnh phúc hơn. Em hiểu không? Dạ có. Chỉ điều đó thôi đúng không? Dạ vâng. Đúng rồi. Còn mọi thứ thì vừa em tốt rồi. Tuổi với độ tuổi này, vừa sinh được hai bé và làm vợ, vừa phát triển kinh tế tốt. Đúng và rồi. Như vậy thì em cảm thấy tốt rồi. Và em thấy rằng là người đàn ông sinh năm 95 này là quá hợp với em không? Dạ đúng rồi, quá hợp. Thực ra vợ em là hơi bị được đó nha. Còn cái chuyện chín chắn là từ từ á, lứa tuổi từ từ bạn đó bạn sẽ bồi dưỡng cho bản thân mình để chín chắn hơn. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc thôi chứ khuyên gì giờ đang hoàn hảo quá rồi. Muốn thêm đứa nữa không? Có đừng. Dạ cũng có ý định là trời ơi, hai đứa nữa. Kế hoạch đi, kế hoạch đi. Trời ơi, tại vì bây giờ không ở chung á, các con ở xa mình quá, không nên khổ ông bà. Khổ ông bà. Rồi chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn.